đây cái nắng trưa nay nhà đi rất là nhiều so với những ngày qua. 33 độ C bà con, từ 27 đến 33 độ C. Lúc này là 11 giờ trưa ngày 2 tháng 5. Dạ, chúng tôi xin chào tất cả bà con nha. Đó, nắng oi oi chứ không rực vàng như trưa hôm qua nữa. Dạ, quá nóng. Bây giờ 33 độ thì vẫn cảm thấy rất là vui rồi. Em đang có mặt ở đây là khu vực cũng là đập đá Nguyễn Sinh Cung, qua đập đá về đường Lê Lợi thân quen đây. Bà con biết thêm có tin sáng nay lúc 9 giờ dự báo nắng nóng ngày mùng 2 mùng 3 tháng 5, nắng nóng có xu hướng giảm dần, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C, độ ẩm thấp nhất 40 đến 55 độ C. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 nhiệt độ giảm, nắng nóng gián đoạn và chỉ còn xảy ra cục bộ ở vài nơi trong tỉnh. Đó, thông tin em vừa đọc được của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai. Đó, chỉ còn 35 đến 38 độ C. Và lúc này 11 giờ thì ngang 33, 34 độ C trên đường. Cũng nhẹ rồi. Đây là đường Lê Lợi. Đó, từ nay bà con thấy đó, nhiệt giảm lại thì không còn cái sự chói chang của cái nóng với cường độ mạnh như ngày hôm trước. Cây xanh của đường Lê Lợi tại công viên 3 tháng 2 có gió mát mát bên dòng sông. Đây là ngã tư Hùng Vương, cầu Trường Tiền và đường Lê Lợi, đưa bà con qua phía bắc của thành phố, của sông Hương. Con ngon gió sông công viên Thương Bạc thì hội chợ lễ hội tuần lễ ẩm thực Huế với bốn phương đã kết thúc.
ngõ vắng xôn xao. Em lại đưa bà con lùi sau bờ hồ Trần Huy Liệu. Đường rẽ trái thì ít nhà cửa hơn, còn rẽ phải thì sau kia thì nhiều ngôi nhà đang được giải tỏa của bà con đường Trần Huy Liệu. Bên này thì đường này chủ yếu bà con sinh sống một bên bờ hồ rồi. Yeah. Đỡ nóng với đi nhiều lắm bà con, giờ đi mới thấy. Ngày hôm qua giờ này đi là nóng kinh khủng lắm. Đây là cầu cửa Thượng Tứ, hình như đi phải sẽ vào cửa Thượng Tứ đó, nhưng mà đường đó là đường một chiều dành cho lối ra đường đến Tiên Hoàng đó, ra trực mặt công viên Thương Bạc. Đây em tiếp tục với đoạn đường Trần Huy Liệu, hàng quán ngày nay đèn lồng treo lủng lẳng, dịp mùa xuân cho đến mùa hạ lắm. Bờ hồ mát lắm, có nước, có cây, có tán cây. Đây, khu vực bà con buôn bán kinh doanh nhiều. Kinh doanh hàng ăn hàng uống đó. Mời ở đây về chiều tối đông lắm đó, bà con ở đây giải mát. Nhà hàng restaurant Phật Phò, Phật Phò khu vực tới về cửa cầu cửa ngắn, đường cửa ngắn đó, ở đây này khách du lịch ăn uống về chiều đông đúc á. Đó, nơi chuẩn đường đi vô đi ra nội thành, và đường này là đường một chiều, đường đi vào thôi, còn nội thành ra sẽ là ngược đường đó. Đó, cũng nhiều mặt hàng này, hàng lưu niệm, áo dài, nón lá, bài thơ này, các kiểu. Thân những ngày nghỉ lễ nha. Đó, như vậy bà con xứ Huế hay là các nơi
thành phố du lịch thì cũng có được những ngày lễ đón khách đột biến, làm ăn kinh tế kinh doanh này cũng dựa vào những ngày lễ, ngày mùa du lịch đặc sản Huế đó, bèo nằm lọc rắm ít, chè nhiều món, chè Huế. Lượt khách giờ trưa này và người ta bắt đầu đi ra đó. Có 11 giờ trưa rồi thì khách ra từ cửa Hiền Nhân, từ trong Đại Nội đi ra, kết thúc một vòng thăm buổi sáng. Hay những ngày lễ thì đây cũng có những cái lễ hội của phường Đông Ba này, buôn bán này kia, nghề truyền thống, ngày hội trách nhiệm là nghề truyền thống của phường Đông Ba. Ở phường Đông Ba bây giờ rất là nổi bật, ẩm thực từ đòn lên ngôi. Và bao nhiêu lễ hội tổ chức tại phường Đông Ba, công viên Thương Bạc đã vừa qua là mọi người món ăn ngon ăn dở chi đây, bao nhiêu món ăn truyền thống nó đều tập trung về phường Đông Ba. Đây tổ chức nhiều lễ hội đó. Đó, mấy chú xích lô xe thô, có khách là có việc làm. Đây là công viên Nguyễn Văn Trỗi. Đó, nắng có lúc vơi đi, không chói chang như ngày trước và như lúc này này, trời nó giống như u trời đó, không có cái nắng vàng rực như ngày trước nữa, cái nhiệt giảm xuống 5-6 độ C. Cho ngày hôm nay là ngày 2 tháng 5 đó, sau khi kết thúc những cái nghỉ lễ thì là nhiệt độ ở Huế cũng giảm theo. Đây là đường Đoàn Thị Điểm, một bên của Đại Nội. Có nhà hàng Đài Nam lớn lắm đó, cũng có khách đấy. Đó.
đường Đinh Tiên Hoàng. Tiếp tục gửi đến mọi người những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo.
Thì xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Dạ. Vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người.